tuyến đường 25m thuộc địa bàn xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Đủ loại phương tiện chở hàng nối đuôi nhau vào bãi xe tự phát. Xe người ta đầy. Nhiều xe khách ấy, gửi xe khách nào ở đây nó cũng kiểu như thế thôi. Ở đây chuyên về hàng hóa cũng nhận khách. Thông thường, các bãi xe này thường hoạt động rầm rộ vào các buổi trưa hàng ngày. Có điểm đi, điểm đến. Mỗi nhà xe là một đầu mối nhận hàng chuyển đi các tỉnh. Đón ở đâu, nhận chỗ nào, chủ xe đều hướng dẫn tường tận. Cái bãi Võ Minh mà. Cái đường bê tông trong kia kìa, em đi thẳng vào, nhà phải đi thẳng vào một đoạn. Chủ yếu là bọn em bây giờ khách kia là nhiều. Chủ yếu là gọi thì cũng gọi theo nhà xe ấy. Ôi, một ngày mà nhiều thế này anh. Nhiều chứ không nhiều, mới đủ sao được. Vì thấy có mấy cái hàng này. Ôi, tí nữa có xe tải trở đến chứ. Dù chỉ có hàng chục đầu xe, nhưng có đến hàng trăm phương tiện qua lại bến bãi. Phí ra vào dao động từ 5.000 đến 30.000 đồng một lượt xe. Để tạo niềm tin thì không quên cam kết. Đưa hàng không bao giờ mất mặt. Để to nhỏ thì như nào cứ tầm được khoảng 30.000 một thùng đổ lại. Chi phí rẻ, vận chuyển nhanh. Nhiều người tìm đến các bến bãi tự phát để gửi hàng. Chiều mai mới về dưới rồi xong lấy rồi. Anh ghi lại là cướp ở dưới đấy nha. Rồi. Cũng vì ở gần khu vực bến bãi nên bà Nguyệt thường xuyên phải sống trong lo sợ. Bụi là một, thứ hai nữa là nhiều những các cái xe to, xe container nó cũng vẫn đi vào đây lại. Nhà tôi ngay ở đây, tức là nó rung chuyển nên nó cũng rất là sợ nữa cơ, chứ không phải không đâu. Thậm chí nhiều nhà xe còn tập kết ngang nhiên trên lòng đường, đủ các đầu xe liên tỉnh. Dọc đại lộ Chu Văn An, tuyến đường nối Nguyễn Xiển, Sa La, hàng chục chiếc xe tải lớn nhỏ hoạt động rầm rộ. Sao không phải chạy lung tung thế? Bến bãi bây giờ người ta có hợp lệ đâu. Anh cũng biết sai đúng không? Sai mà. Và sao các anh không vào những cái bến to ấy, như kiểu bến tinh hay là nước ngầm ấy? Bây giờ đi đâu thì nó cũng phải theo bầy đàn của nó. Ví dụ như là theo tất cả các đầu xe này, ví dụ như nó còn đủ các tỉnh nữa. Bỗng chốc, vỉa hè lòng đường được trưng dụng để bốc rỡ vận chuyển hàng. Khi mật độ phương tiện tập kết đông đúc thì cũng là lúc va chạm xảy ra. Các cửa đến gửi hàng rồi là tràn lan hết rồi. Đậu ra này thì làm sao người dân tránh được. Nó ngã ra thì xe máy, ô tô đi qua chẹt vào thì làm sao? Họ sẽ lợi dụng những cái địa bàn giáp danh với các đơn vị hành chính, với các quận huyện và đồng thời là những cái khu vực mà đường giao thông thoáng vắng để họ tiến hành tập kết. Có những trường hợp họ tập kết cả trên phần vỉa hè lòng đường. Đấy là một trong cái vấn đề mà chúng tôi cũng đang rất là chăn trở. Thì một số cái tuyến đường trên địa bàn phường hiện nay là chưa có biển cấm dừng cấm đỗ và căn cứ theo của pháp luật thì nội dung này chưa có đủ điều kiện để xử phạt. Việc này rất là gây ảnh hưởng đến cái an ninh trật tự trên địa bàn phường, trong đó đặc biệt cái nguy cơ đối với những người tham gia giao thông. Tranh thủ chốc lát để vận chuyển hàng hóa và nếu cấm chỗ này thì chạy chỗ khác. Dẫu biết việc xử lý các bến bãi tự phát còn nhiều khó khăn, nhưng nếu không quyết liệt thì vi phạm sẽ còn tái diễn và tiềm ẩn nhiều rủi ro khôn lường. Gần đây, nhiều người dân bị kẻ gian tung tin là gia đình có trẻ em hoặc người thân bị tai nạn, phải vào bệnh viện cấp cứu nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trước tình trạng này, thì Sở Y tế TP.HCM đề nghị người dân khi mà nghi ngờ có dấu hiệu giả mạo hay là lừa gạt về tình trạng sức khỏe, báo tin đến công an, đồng thời thông báo đến đường dây nóng của Sở Y tế qua số 096-777-1010 hoặc số 0283-930-7916 và đường dây nóng của các bệnh viện để được hỗ trợ.